Trở về nước sau một năm thi đấu không thành công ở Pháp, Quang Hải đã có ngay chức vô địch V-League trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội FC. Cầu thủ số 19 đóng góp một bàn thắng, còn lại chơi khá mờ nhạt ở những lần ra sân. Dù vậy, Quang Hải vẫn rất hạnh phúc khi có thêm một danh hiệu vô địch. Vô địch cùng đội bóng mới luôn luôn mang lại cảm giác vô cùng mới lạ và vô cùng hạnh phúc. Hải sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại những thành tích cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chức vô địch này xin dành tặng cho tất cả người hâm mộ bóng đá thủ đô và người hâm mộ câu lạc bộ Công an Hà Nội FC nói riêng, Quang Hải chia sẻ. Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu không giấu được niềm vui khi giành thêm một danh hiệu vô địch quốc gia. Đây cũng là chức vô địch V-League thứ tư mà anh có được sau 3 lần cùng Hà Nội FC lên ngôi vào các mùa giải 2018, 2019 và 2022. Tôi cảm thấy rất vui khi cùng câu lạc bộ giành được chức vô địch lần này. Đây là một danh hiệu nữa với cá nhân tôi. Tôi cố gắng nhiều hơn nữa để hy vọng trong tương lai sẽ có thật nhiều danh hiệu cùng đội bóng. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả khán giả yêu mến câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đã theo dõi và đồng hành cùng câu lạc bộ trong suốt mùa giải vừa qua. Toàn đội sẽ cố gắng và tiếp tục cống hiến cho khán giả những trận đấu hay hơn nữa, Văn Hậu cho biết. Với hậu vệ Văn Thanh, anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai khóa 1 giành chức vô địch V-League. Cầu thủ người Hải Dương chia sẻ cảm xúc, bản thân chúng tôi có quyền tự quyết, nên không quá quan tâm đến trận Hà Nội FC Viettel. Tôi gửi lời cảm ơn đến gia đình, sau bao nhiêu năm thi đấu xa nhà họ luôn động viên và cổ vũ tôi. Tôi rất tiếc khi không thể giành ngôi vị cao nhất cùng một vài anh em đã chinh chiến từ lúc bé. Còn thủ thành Philip Nguyễn chia sẻ niềm hạnh phúc khi được trở thành nhà vô địch chỉ sau 2 tháng khoác áo đội bóng mới, cảm xúc thật tuyệt vì chúng tôi đã là nhà vô địch. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời với cá nhân tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi là nhà vô địch. Tôi chỉ mới đến Việt Nam có 2 tháng nhưng đã là nhà vô địch, vì vậy thật tuyệt vời. Về tương lai, tôi vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội FC trong 3 năm. Do đó, tôi sẽ tiếp tục gắn bó ở đây. Sau đó thì tôi chưa thể nói trước điều gì. Tôi đang cố gắng để có quốc tịch Việt Nam. Đó vẫn là một bí mật. Còn bây giờ tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc vô địch. Sau đó tôi mới nghĩ đến tương lai.